Thưa quý vị, từ tháng 10 năm 2022, tình trạng quá tải kiểm định xe cơ giới bắt đầu xảy ra và kéo dài tới thời điểm hiện tại với lý do tiêu cực trong đăng kiểm khiến nhiều trung tâm buộc phải đóng cửa hoạt động. Thực tế cho thấy, trong 3 tháng trở lại đây, Bộ Giao thông Vận tải cũng như Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có những chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều hình thức khác nhau để giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm. Thể hiện rõ nhất đó là kéo dài chu kỳ kiểm định đối với một số loại phương tiện và sự hỗ trợ của lực lượng công an, quân đội. Thể hiện tượng ùn tắc trong nhiều ngày tại các trung tâm cũng đã được giải quyết. Bên cạnh đó, nhiều trung tâm đăng kiểm bị dính tiêu cực, đóng cửa, thì hiện cũng đã mở cửa vào góc một phần nào đó để giải quyết câu chuyện quá tải trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Ghi nhận thực tế của phóng viên VTC14 tại tỉnh Thái Nguyên. Mỗi một ngày là cũng hạn chế lượng xe và đến hết giờ làm việc thôi. Và xe thì có lịch họ mới đến chứ họ không đến để chờ ở đây nữa. Và còn cái áp lực làm công việc thì bây giờ thì qua quá trình làm việc thì cũng rút được nhiều kinh nghiệm hơn trước, và chủ lái xe thì cũng chủ động sửa chữa trước cho nên cũng không áp lực như trước nữa. Đây là hình ảnh tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2003D Thái Nguyên tại thành phố Sông Công dịp sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ghi nhận mới đây, tình trạng ùn tắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đã giảm hẳn so với vài tháng trước. Nhiều chủ xe xác nhận, trước đây muốn đăng kiểm xe có thời điểm phải chờ đợi từ 15 đến 20 ngày. Nhưng thời điểm này chỉ cần đăng ký, hẹn ngày đến là có thể kiểm định xe mà không cần phải mất nhiều thời gian chờ đợi. Thực sự ra là cái việc đi đăng kiểm này đặt lịch trước và đến đây để đăng kiểm thì nó nói chung là nó rất là thuận tiện. Thứ nhất là đến đây chỉ việc là đọc cái biển số xe của mình, đến ngày mình đến đọc cái biển số xe của mình là cho xe vào đăng kiểm thôi, chứ còn không như trước thì nó lại phải từng người xếp sổ nọ kia thì nó hơi lâu. À, chờ thì vẫn phải chờ anh ạ. Vâng, thời gian thì sẽ lâu hơn trước đây một chút. Bọn em thường thì đi đăng kiểm họ sẽ đặt lịch cho khoảng độ 7 đến 10 ngày. À, nó cũng được sắp xếp được thời gian mình tiện lợi hơn ạ, không phải mất thời gian đi đi về về. Đợt này đăng kiểm thì hôm nay cũng mới lên để đăng ký. Cũng chưa biết là thời gian nào, như hôm nay mới bắt đầu lên đăng ký. Mình đăng ký được chưa? Chưa, tí nữa vào đăng ký. Hiện nay thì các thông tin về các trạm cung thì chưa đăng kiểm bị quá tải rất là nhiều, vậy bác thấy thực tế như thế nào? Thực tế thì bây giờ tôi thấy xe đây nó cũng không nhiều lắm. Thế mọi ngày cũng thế, thì tôi cũng đăng ký thế, mọi ngày cũng thế này. Chứ còn chạm gì thì tôi thấy đông thì chả biết được. Đại diện Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2003D cũng xác nhận, sau khi Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam có những thay đổi trong hoạt động kiểm định xe, đặc biệt là tăng chu kỳ đăng kiểm cho một số loại phương tiện, thì tình trạng quá tải đã giảm hẳn. Hiện trung bình mỗi ngày, Trung tâm kiểm định được cho khoảng từ 80 đến 100 phương tiện với 2 dây chuyền hoạt động. Hiện nay thì chúng tôi đã một thời gian đã đặt lịch trước cho chủ phương tiện qua online và mang giấy tờ đến để đăng ký trước. Vậy nên là cái lượng xe hiện tại thì như các anh thấy là cũng không quá là đông. Xe con thì hiện tại thì cũng không, bọn tôi cũng không nhất thiết là cứ phải đặt lịch nữa mà cứ xe đến là kiểm định luôn. Chỉ có xe tải thì vẫn còn phải chờ đăng lịch. Quá tải kiểm định xe cơ giới thời gian qua không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp mà còn gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Việc sớm giải quyết tình trạng quá tải kiểm định xe chắc chắn sẽ góp phần đảm bảo an sinh cho người dân cũng như vấn đề an ninh, ổn định xã hội.